Hello everyone, my name is Trần Như Duyên. I'm a teacher of English at Lý Tự Trọng Primary School, District 12, Ho Chi Minh City. Xin chào các em, cô tên là Trần Như Duyên, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Lý Tự Trọng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học tiếng Anh lớp 5, học kỳ 2, để giúp các em cung cấp thêm kiến thức trong việc học tập ở nhà nha. Are you ready for today's lesson? Let's begin! Our lesson today is review Unit 7, 8 and 9. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ ôn lại chủ điểm ngữ pháp và từ vựng của Unit 7, 8 và 9. Now, before we start, remember to bring out your student book, your pen or pencil, eraser and ruler. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay thì các em hãy nhớ chuẩn bị sẵn cho Miss Duyên sách student book, bút mực hoặc bút chì, cục tẩy và thước kẻ. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. First, we have to review the vocabulary by a small game. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn lại từ vựng bằng cách tham gia cùng với Miss Duyên trò chơi nhỏ sau đây nha. Now look at the picture and choose the correct word. Picture 1, what can you see? Is it a planet? No, it isn't. Is it a star? No, it isn't. An astronaut? Yes, it is. Picture 2. Look at the chair. Is it hard or soft? Is it fast or modern? Yeah, this chair is hard. Very good. Now, next picture. Oh, the chair is broken, so this boy has to repair it. Great. Next picture. What are these? Nhìn vào bức tranh này, Miss Duyên thấy có rất là nhiều hành tinh. Vậy chắc chắn Duyên sẽ chọn ngay đáp án ở dạng số nhiều. Đó là planets. Very easy. Next, picture 5. What's this? À, bức tranh này cực kỳ dễ luôn. Và cô đảm bảo tất cả các bạn đang xem chương trình này đều chọn ngay cho mình một đáp án. Đó là star. The next picture. Wow, look at these watches. They look beautiful, right? Now, the white watch is $100, but the orange watch costs only $10. So, is it cheap or expensive? Yeah, it's cheap. Next picture, number 7. These purple shoes, people wore them several years ago. Những đôi hài màu tím này thì người ta mang nó cách đây đã nhiều năm rồi. But the high heels, nowadays women like wearing them because they are modern. Right. Những cái đôi giày này thì người phụ nữ ngày nay rất là thích mang bởi vì chúng rất là hiện đại, phải không nào? Now the last picture. Look at the boy. What's happened to him? Is he worried? Yes, he is. Because he's lost. Anh ấy đang lo lắng bởi vì anh ấy đã bị lạc rồi. Các em ơi, qua phần trò chơi vừa rồi thì cô hy vọng rằng các em sẽ ôn lại được thật là nhiều từ vựng. Now, I have a surprise for you. Guess what? You will meet a special boy. Do you know him? Yes, he Nobita from Japan. You know, this is the first day he come to Ho Chi Minh City, but he's lost. Các em ơi, ngày hôm nay bạn Nobita mới đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bạn ấy lại bị lạc mất rồi. He like to go to the train station, but he doesn't know the way. So, what should he say to get help? Bạn ấy muốn đến ga xe lửa, nhưng mà lại không biết đường. Vậy thì bạn ấy phải nói gì để nhận được sự giúp đỡ nào? Yes, he will say, "Excuse me, can you tell me where the train station is?" I will show him the way. Cô sẽ giúp đỡ bạn ấy nha. Now, he's on Nguyễn Du Street. So, I will say, "Go straight Nguyễn Du Street, then turn left at the traffic lights. Turn right onto Hai Bà Trưng Street. Go past the gas station and the train station. You can see it on the right."
And Nobita will say, thank you. Các em ơi, khi chúng ta nhận được sự trợ giúp từ người nào đó, thì chúng ta phải biết nói lời cảm ơn nha. Và qua phần bài tập này, thì cô tin chắc rằng tất cả các em nếu gặp một người khách du lịch nào đó đang bị lạc, thì các em sẽ biết cách chỉ đường cho họ. Đúng không nào? And now, in next exercise, you will review why and because. Doraemon asks, why are you smiling? Because I'm happy. Các em ơi, khi chúng ta muốn hỏi lý do, chúng ta sẽ dùng why. Và trả lời, chúng ta sẽ dùng because. We use why to ask for reason, and we use because to answer. Now let's practice with this exercise. Ở bài này, chúng ta sẽ điền why hoặc là because vào ô trống. Và cô có một số mẹo nhỏ dành cho các em khi làm bài này. Đó là nếu chúng ta thấy dấu chấm hỏi, thì chắc chắn chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là why. Và chúng ta sẽ trả lời bằng cách sử dụng because. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's go. Number two, I see happy. Is it explained for the reason why are you smiling? So the answer is because. Ở đây cô thấy chữ happy là giải thích cho lý do vì sao bạn ấy lại cười, cho nên cô sẽ chọn đáp án là because. Number three, I see the question mark here. So the answer is why. Ở đây cô thấy dấu chấm hỏi nên chắc chắn cô sẽ chọn ngay đáp án cho mình là why. Next, number four. I won this trophy. Cái việc mà tôi chiến thắng chiến lợi phẩm này làm cho tôi cảm thấy vui. Nó giải thích lý do cho câu trên. Vì thế cô sẽ chọn because. Now, tiếp theo number 5, 6 and 7. Cô sẽ làm tương tự như các cậu ở bên trên. Number 5. Why did you win the trophy? Number 6. Because I'm the fastest runner at school. And the last one. Why are you asking so many questions? Bài này thật là dễ đúng không nào các em? I have just remembered that Nobita really likes flowers. So let's go to the store and get some for him. Miss Duyên vừa nhớ ra là bạn Nobita rất là thích hoa. Chúng ta hãy cùng đến cửa hàng để mua hoa tặng bạn ấy nha. Wow, look at these bunches of flowers. They look wonderful. Now, look at the red bunch of flowers. Is it $15? The purple one costs $3. This one costs $7. And the last one costs only 50 cents. You have to remember that $1 is 100 cents. Các em hãy nhớ là 1 đô sẽ bằng 100 cents nha. So, what should we choose for Nobita? Read these sentences and decide which one is the most suitable for him. Chúng ta sẽ chọn gì đây? Nào, hãy cùng đọc các câu sau đây với Miss Duyên và sau đó chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn nha. The first sentence. The orange flowers are the least beautiful. The keywords are orange flowers and the least beautiful. Những bông hoa màu cam này thì ít đẹp nhất. So look at the picture, I see. Nhìn vào bức tranh của những bông hoa màu cam thì cô thấy nó đã bị héo rồi. Vì thế thì nó không đẹp bằng so với những bông hoa còn lại, đúng không nào? Cho nên cô sẽ chọn ngay cho mình đáp án đó là true. Number two. The red flowers are the most expensive. Red flowers and the most expensive. The most expensive is means mắc tiền nhất. So, I will look at the price. Ở câu này Miss Duyên chắc chắn sẽ phải nhìn vào giá tiền rồi. Red flowers cost $15. So, is it the most expensive? The answer is true. Good job. Number three, the purple flowers are the cheapest. Purple flowers? Cheapest. Look at the purple flowers. It's got $3. Những bông hoa màu tím này có giá là 3 đô. Vì thế, nó không phải là những bông hoa rẻ nhất. So, the answer is
False. Next, number four. The purple flowers are more expensive than the yellow and white ones. Những bông hoa màu tím thì được so sánh với những bông hoa màu vàng và màu trắng bằng chữ more expensive. Các em hãy nhìn vào giá tiền và nhìn vào bức tranh nha. Những bông hoa màu tím này có giá 3 đô thì nó không thể nào mắc tiền hơn những bông hoa màu trắng và vàng có giá 7 đô được. So the answer is false. You got it? And the last sentence for you. The yellow and white flowers are less beautiful than the orange ones. Yellow and white flowers less beautiful than the orange ones. Những bông hoa màu trắng và màu vàng thì ít đẹp hơn những bông hoa màu cam. À, Miss Duyên phải nhớ lại câu đầu tiên. Chúng ta nói về những bông hoa màu cam nó đã bị héo rồi, thì làm sao mà nó đẹp hơn những bông hoa còn lại được, đúng không nào các em? Cho nên Miss Duyên sẽ chọn ngay đáp án cho mình là false. So you got the answer now. Which bunch of flowers will you choose for Nobita? It's up to you. Vậy thì bó hoa nào các em sẽ dành tặng cho Nobita đây? Điều đó sẽ tùy thuộc vào quyết định của các em nha. Các em đã chọn xong chưa nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng mang bó hoa ấy đến tặng bạn Nobita và chúng ta sẽ có một buổi phỏng vấn với bạn ấy nha. Now we will have an interview with Nobita. Nobita, what will you be when you grow up? Khi lớn lên thì con muốn làm nghề gì nào? Do you want to be a doctor, a teacher, or a police officer? I will be a pilot when I grow up. I won't be a singer like Cheyenne. Wow, that's a great answer. Câu trả lời rất là tuyệt. Bạn Nobita nói rằng bạn ấy muốn trở thành một phi công khi mà bạn ấy lớn lên đấy các em. Còn các em thì sao nào? So remember that we use will or won't to talk about your future. Chúng ta sẽ sử dụng will hoặc là won't để nói về các dự định trong tương lai nha. Vậy thì bây giờ các em hãy cùng Miss Duyên nói về dự định trong tương lai của bạn Nobita nha. Ở bài này chúng ta hãy điền will hoặc là won't vào ổ trống sao cho thích hợp. Chúng ta cùng làm bài thôi. When I grow up, I have to go to school every day. When he grows up, he will or he won't have to go to school every day? Of course he won't. Next, number two. But I have to go to work. Cô thấy có chữ but và go to work. So the answer is will. Nếu như các em thấy từ but thì chắc chắn đáp án của mình sẽ tương phản với vế đằng trước và chúng ta sẽ chọn ngay đó là will. Next sentence. I want to be a pilot, so I have to wear a pilot's uniform. I see pilot and pilot's uniform. So the answer is will. That's right. Next sentence. When I'm a pilot, I travel around the world. Travel around the world. Khi trở thành phi công thì chắc chắn bạn ấy sẽ được đi vòng quanh thế giới, phải không nào? So the answer is will. Number five. And I see lots of places. Miss Duyên thấy ngay chữ and và lots of places. Chắc chắn Miss Duyên sẽ chọn ngay cho mình là will. Khi các em thấy chữ and thì nó sẽ tương đồng với vế ở đằng trước. Chúng ta sẽ chọn ngay cho mình đáp án will. Được chưa nào? Next. I work in an office. Làm việc ở văn phòng. Các em hãy suy nghĩ xem. Phi công có làm việc ở văn phòng không? Yes. He won't. Good job. And the last sentence. But I sometimes work at night. I see the words but. So I choose the answer
Well, this exercise is very easy for you, right? Bài tập này quá dễ đúng không nào? Các em ơi, qua những phần bài ôn vừa rồi thì cô hy vọng rằng các em sẽ làm tốt hai trang bài tập 70 và 71 trong sách bài học nha. Và để chuẩn bị tốt cho bài học ngày hôm sau, các em hãy xem trước cho cô hai trang 72 và 73. That's all for today's lesson. I hope you have a great time learning with me. Bài học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng các em sẽ ôn lại được thật là nhiều kiến thức sau bài học này. Goodbye and see you next video. Xin chào và hẹn gặp lại các em.